Em xin giới thiệu, đây là dòng mini đề năm cao cấp, được sản xuất năm 2011. Cái dòng mini này thì về em chỉ có cái amply thôi, không có lo em đang ghép nha. Thì trên clip này thì em sẽ quay chung giữa cặp lo và amply, nhưng cái anh nào mua lo em bán lo, mua amply em bán lo amply nha. Và em có dư luôn một cặp lo luôn, cái anh nào mua thêm một cặp lo của đề năm nữa thì báo em. Đầu tiên mình nói về cái model cái amply trước đi. Cái amply này model là đề năm RCD N7, một trong những dòng cao cấp của thương hiệu đề năm. Thì các anh có thể search ở trên Google, search trên Facebook, giá thành của cái model này là không hề rẻ, tầm mười mấy triệu cho một cái model này. Vì sao nó đắt đỏ như vậy? Vì nó tích hợp nhiều công nghệ hiện đại và cho chất âm cực kỳ sạch chi tiết. Tích hợp mà wifi, đầu tiên là wifi, mà em nói thiệt, cái này là nói thiệt nha, các anh về nghiên cứu thêm. Em bắt cái wifi tới chữ kim thi thôi, em không biết sao em sử dụng, nhập password chưa hết. Thì em đã dò được tới cái TL laptop của em nè, nhập được cái wifi của em là kim thi, nhưng mà em không biết sao để mình nhắn cái mật khẩu vào. Thì các anh nghiên cứu thêm, mà bây giờ nó rối quá em không biết nhập thêm bằng cái gì. Nhưng mà trên mạng thì em search thì mấy anh nó nói là sử dụng wifi ok. Điểm độc đáo của cái dàn này là đầu tiên là có mạng không dây và có dây, phía sau nó có ngõ LAN cắm mạng có dây vào và wifi không dây. Ngoài ra thì nó có ngõ USB, mà độc đáo ở đây là USB này đọc được file lắc, file qua, file lock net và tất cả các loại file hiện nay. Thì đọc được file lắc, file qua thì đương nhiên sẽ cái độ phân giải của nó là 24 bit, nghe chuẩn nhất hiện nay là file lossless rồi. Thì các anh thoải mái vô tư chép những bài hát yêu thích, những cái bài nhạc mà mình thấy cho hay, chuẩn file thì mình chép vào USB, mình cắm vào ngõ này để mình sử dụng thôi. Phía trên này nó có cái đốc nè, đậy lại mở ra để mình cắm iPhone, mà iPhone 3, iPhone 4 á, đắp iPod để mình nghe qua cái điện thoại. Amply này nó rất là nhiều ngõ kết nối. Đầu tiên mình phải kể tới đây là ngõ phone, mình có thể cắm tai phone vào mình nghe. Và cái thứ hai nữa là mình cắm ngõ này để mình nghe 3.5 ra 3.5, mình dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính vô tư luôn. Là mặt trước, mặt trước nó thiết kế theo cái kiểu của một cái iPod. Thiết kế kiểu iPod là gì, sao gì cái những cái tùy chỉnh hay những cái cách sắp xếp nó giống như một cái máy nghe nhạc vậy đó. Màn hình hiển thị rất lớn cho mình điều chỉnh, chuyển ngõ và chọn nhiều chức năng. Thì nãy giờ em dò tới cái wifi đó là em không biết rồi nên mình ngưng nha. Bây giờ mình chọn là iPod nè, USB nè, FM, FM là 108 bắc full Đài Việt Nam nè, người CD, AUX1, AUX2 và AUX3 OBT, tức là Optical. Phải nói là Camly này cực kỳ nhiều ngõ và đáp ứng đúng và đủ nhu cầu hiện nay mình đang sử dụng. Đọc được file lossless nha, USB em đang chép file lossless nè, các anh thấy không? Internet, radio, music server, kết nối nhiều lắm. Thôi bây giờ mình qua USB trước đi, cho USB nằm ở đây đi. Bây giờ em sẽ quay mặt sau nha. Đây là mặt sau. Các anh tưởng tượng cái size mà của cái amply này á, nó là mini nhưng mà size của nó bằng size trung. Chiều ngang của nó là 28 cm, size cực kỳ to, hậu sâu 30 cm và chiều cao là 11 cm. Trạm của lo trên cái amply là sắt bắp chuối cực kỳ chuyên nghiệp. Em ơi, cắm dây lo cho chị, chưa cắm. Em dặn dây lo đi. Và ngoài ra nó có một ngõ LAN có dây. Đây. Có rất là nhiều ngõ AV, AUX nè, Audio X1, AUX2, rồi AUX out, là mấy cái ngõ này mình dùng cách đó điện thoại, TV, máy tính và độc đáo thêm là có tích hợp optical. Mình dùng giải mã DC24 bit, không mồi nha, không cần mồi. Em mở cái laptop luôn đi, mình kết nối thử luôn. Có dây mạng ở trong tủ không? Không có thì em coi, hình như trong tủ. Thì em sẽ, nãy giờ em quên, em chưa suy nghĩ tới là mình sẽ kết nối optical. Chút xíu em sẽ kết nối cho mình xem nha. Đây, có optical luôn, sản xuất năm 2011. Và đương nhiên có cắm anten AM FM để mình nghe được radio. Rất là nhiều ngõ. Đề 5 RCD N7, công suất là 65W. Đừng hỏi em mắc y gì, tại nó không có ghi. À có,
tất cả điện năng đều made in China, nên khỏi lăn tăn suy nghĩ nó made in tại đâu, tại vì nhà máy của nó đặt tại Trung Quốc thì nó ghi là made in China thôi. Quá ok đúng không? Thì đây, đây là lo em ghép theo vàng đề 5. Đây em quay gần cái tem của nó. Đề 5 SCE717R. Độc đáo của cặp lo này không hề kém cái thớt âm ly. Vì sao? Vì cảm thấy cái trạm lo của nó khủng khiếp không? Quá ok, quá đẹp. Đây là trạm lo của nó. Công suất của lo là 200W một thùng, 400W một cặp lo. Quá ok về cái chất âm. Bây giờ em quay mặt sau đi, em quay mặt trước em diễn giải thêm vì sao nó là 400W. Đây em quay gần nha. Đây 200W một thùng, 400W một cặp lo. Lo là made in Japan. Mặt sau của lo. Ở đây em còn một cặp nữa. Rồi em để ngược một cái trạm trên cặp dưới, các anh thông cảm. Đây là cặp đo đề 5 V707, cũng là 200W một cặp lo. 200W một lo, 400W một cặp. Đây là lo lẻ em bán luôn. Các anh nào mua lo cứ liên hệ em chút xíu làm một clip test lo nha. Em có dư một cặp lo như vậy thì các anh nào có nhu cầu mua lo thì liên hệ em. Đây, lo vừa về tới chưa vệ sinh. Nhưng mà cái này thì đề can em dán lại rồi, do dễ đề can nó xấu quá em mới dán lại xong. Đây cái nhỏ nhân viên nó bóc nhầm rồi, nó hơi bị ngược nha. Phía trong này nè, phía trước này là một cái củ lo là 100W. Các anh mở ra các anh sẽ thấy cái củ này lật cái ngược cái đứt lo lên, nó sẽ ghi là 100W. Và phía trong nó còn cái lo súp ở trong nữa, cũng còn một cái củ trong, tức là cái lo này tới hai củ lo bát, là hai củ như vậy là 200W, một củ là 100W. Nên tính ra cái cặp lo này 400W một thờ một cặp lo, rất là khủng. Chép là chép đơm lụa như vậy. Chiều cao của lo là 25cm, chiều ngang của cả bộ vàng là 60cm. Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật chạy điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu các anh có nhu cầu mua cục đổi nguồn kèm chung với bộ vàng thì liên hệ em. Vàng này mình sử dụng tốt cho phòng tầm 30m2 đảo lại. Lo thì một cặp lo chiều ngang như vậy là 32cm, tức là 16cm một thùng. Các anh nào mua lo em bán lo, mua đầu âm ly em bán đầu âm ly, mua cả bộ em bán cả bộ nha. Chút xíu em sẽ để giá trên bài đăng, giá của cả bộ, giá của âm ly và giá của cặp lo cho mình tham khảo. Ở đây em còn một cặp lo nữa. Anh em nào mà theo dõi em trên Facebook thì em sẽ có để hình. Còn nếu mà theo dõi em trên YouTube thì vui lòng kết bạn Zalo 0931008099 để bên em gửi hình ảnh chi tiết của cặp lo. Muốn mua lo bên đây thì mua, muốn mua lo bên đây thì mua, hoặc là muốn mua âm ly thì mua, mua cả bộ thì quá ok rồi. Mua cả bộ sẽ rẻ hơn so với mua lẻ. Hồi nãy thì em có chỉnh qua hồi nãy em có nói là chỉnh qua mạng wifi, nhưng mà tới đó hết biết giờ rồi. Thôi bây giờ mình qua USB nha. Đọc file lotnet chiều Tây Đô, chuyện vàng thiên lý, đừng nói yêu tôi, mưa đêm tỉnh nhỏ, mùa thu lá bay, nếu ai có hỏi sèo lá bóng. Thử bài này nha, enter sầu lá bóng. Đây là một trong những bộ vàng mà được đánh giá cho chất âm cực kỳ sạch và chi tiết, giá thành rất đắt đỏ, giá xuất xưởng bên Nhật cũng rất đắt. Từ khi mất nhau rồi tim tôi thành sỏi đá, đêm đêm chập chờn trong giấc ngủ, nghe mình như dòng suối trôi vào quãng vắng hư vô, vết thương trong hồn đã như khô. Người ơi mấy ai ngờ ra đi rồi là hết, ra đi là vùi chôn tất cả, chôn vùi đôi hình bóng nhân tình sớm tôi bên nhau. Những đêm tâm sự say gối đầu, ai ai bảo thời gian không biến đổi, khi thề nguyện trăm năm vẫn yêu tôi hỡi người ơi. Ai ai
mình sẽ xuống bài nha. Xuống bài Vườn Tao Ngộ. Ta nhìn nhau bâng khuâng, đâu biết rằng chuyện đôi ta sẽ vui hay buồn. Ngày mai ra đơn vì đường trần hai lối mong thôi từ đây biết ra sao. Nếu chúng mình ước hẹn, em chuẩn bị Tết qua Optical nha. Anh thấy như thế nào? Chắc âm phải dùng từ là quá mượt mà, cực kỳ chi tiết. Nếu mà các anh đã muốn tìm một bộ dàn ok cho mình thì mình chọn ngay bộ này, vừa đẹp vừa hay vừa độc đáo. Bây giờ em sẽ chỉnh nha, FM, AM, CD. Mình nghe CD nha, em chuẩn bị qua Optical. Nghe CD chút xíu đi, em sẽ test giải mã. Vì sao mình cần giải mã? Nhưng mà bộ dàn này dù có giải mã khi không giải mã thì quá chuẩn. Vì đọc được file load net qua USB rồi thì khi mà giải mã nó cũng là 24 bit chuẩn như vậy luôn. Hai cái đều như nhau. Bây giờ mình cùng nghe qua CD nha. Xa tôi về phép 24 giờ, tìm người thương trong người thương. Chân nghe quen từng viên sỏi đường nhà, chiều nghiêng nghiêng nắng đổ. Qua bài rất tốt. CD ok, qua bài cực kỳ tốt. Em sẽ mở khai cho các anh thấy là cơ đĩa hoạt động ok nha. Đây, em lấy đĩa ra luôn. Đĩa chép nha, đọc quá ok. Bây giờ em sẽ thử giải mã không mồi. Giải mã không mồi thì mình cứ tiếp tục. AUX1, AUX2 và AUX3 là Optical Enter. Đây. Em ghim ngõ AUX3 phải không nhỉ? Đợi nó single lock. Nó đang báo unlock. Đúng ngõ không? Dẫu lệ mừng nghĩa yêu.
đây là một bộ vàng quá tuyệt vời. Tuyệt vời từ lặng cái thiết kế cho tới chắc âm. Các anh mà mua bộ vàng này về thì cũng dặn câu nói đó, không hay cứ kiếm em thôi, chứ không còn gì để nói nữa. Đánh ra chắc âm mà nó nhẹ nhàng, mà nó ngọt, mà nó đi nó sắc. Phải nói là đúng là em có cho trên mạng thì các anh hay dùng từ là sạch, thì em cũng chưa hiểu chữ sạch của nó đây là gì, nhưng mà nãy giờ mình nghe thì chắc chắn rồi, chắc âm ra thì quá chuẩn, khỏi bàn cãi về chất lượng âm thanh. Thì các anh nào mình dư giả, tức là túi tiền mình rủng rỉnh một chút xíu, mình có thể suy nghĩ tới ngay bộ vàng Điện Ông này. Một bộ vàng mà em nghĩ tầm sắp xỉ 10 triệu mình có thể chọn ngay model này, quá ok đúng không? Lẳng ngoại hình, chất lượng âm thanh. Thì chút xíu em sẽ test luôn cái chất lượng của cặp loa này cho mình tham khảo. Nếu các anh mua cặp loa này thì liên hệ em nha. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Em xin nhắc lại số điện thoại bên em. Số Zalo là 0931008099. Các anh có thể gọi số đó luôn. Hoặc là hai số điện thoại bên cửa hàng 0931008099, 0939345554. Các anh cứ điện thoại cho bên em hoặc kết bạn Zalo để bên em tư vấn cho mình một bộ vàng ưng ý nhất nha. Bây giờ em xin kết thúc clip test.